Đây là quán phở này, ông thầy béo đây này. Cái phở này là nhiều người ăn. Cho anh bắt tái. Bộ bắt tái vậy? Ờ, tái nhiều hành nhé. 30 của anh nhé. Ok, gửi tiền luôn à? Vâng. Anh ngồi đâu nhỉ? Anh ngồi luôn đây đi. Vâng, 30 của anh luôn. À, là tài chính rồi. Để đến ngành á. Ai mất tài chính của 2 mất 50 là 100 khỏi nước không ạ? Mấy cốc ạ? 2. Vâng. Thân gửi tiền này. Dạ. Còn đây là 2 mất 100 thôi. Em cảm ơn ạ. Ý giời ơi, đi lang thang phố có ăn phở nhìn rất là ngon. Không, không trực tiếp. Cái này máy này có quay trực tiếp nào được? Cái lỗi là từ mãi. Anh biết rồi nhưng mà tốn thời gian. Mọi thứ rất là sạch nha. Chanh rất là sạch. Bình thường hay ăn quẩy, hết ăn quẩy. Ừ. Rất là ngon các bạn, nước rất là ngon. Nhưng có thể đầu mà. Đầu buổi sáng rất là vẫn còn nhiều mùi quế hồi. Giờ cho đủ hết các gia vị. Tương ớt, tương ngọc và ngon hơn. Giờ sớm cho vắng ấy, bình thường đông. Rất là ngon. Không bảo hôi máy à vái nó. À nó ra máy bảo nó máy nó béo một đoạn đấy. Anh nhìn cái này được mà. Đúng mày ấy, sao không bao mua? Đồ, mấy cái đồ, phải đồ quần áo, đồ cá nhân, đồ dùng ấy. Đúng mày ấy, vô thì nhắc người dùng. Sử dụng đã khá lâu rồi. Bắt đầu từ lúc tôi bán hàng tại khu vực trong làng cũng xã trải rất là rộng mà rất nhiều các văn phòng quán cà phê, chính vì vậy tôi sử dụng xe điện để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm sức khi bán hàng. Thực sự cũng không khó, cái vấn đề là chịu ngã chịu đau vài lần là có thể đi được. Nếu một người bình thường bắt đầu tập đi có thể mất một tuần có thể đi được, còn thuần thục thì không biết. May mắn là chưa bao giờ tôi từng ngã và chưa đánh đổ quán phở nào cả. Xe điện thì thực sự cái tốc độ nó không được cao, thành ra trong bán kính một hoặc nhiều lắm là 2 cây số, còn nếu mà quá xa thì bán phở sẽ bị nguội. Thực lòng là tôi chỉ bán phở, thành ra
việc kinh doanh thì chỉ là đi ra phở thôi, còn một lần nhiều nhất có thể tôi bê được nhiều trong một mâm, có thể trong mâm đấy có thể có bao nhiêu mát, có thể bê được bấy nhiêu. Quan trọng là cái chiều rộng của mâm để đứng lên xe điện, cái tải trọng xe điện là 150 cân, thì rất là thoải mái. Ngoài cái công việc bán phở hoặc bê phở thì cái xe điện giúp ích cho tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống, có thể là tôi bê sọn, di chuyển đi siêu thị hay dùng một cái vào những công việc, có thể như kiểu chặt người, chặt người đi trên đường hoặc di chuyển trên đường. Và đặc biệt tôi cảm thấy rất hay cái điều như này này, khi tôi đi xe điện tôi cảm thấy rất là tự tin vào đôi chân của mình. Tại sao? Lúc đó tôi cảm thấy mình rất là mệt. Bất tài nhiều kinh khủng, thì rất là ngon, ăn cực ngon. Đấy, xe 7 rất cân bằng. Xe chiều 7 nhá. Nói chung ăn xong rất là ngon, vì bản chất mình ăn nhiều rồi. Nói chung ăn rất là được, rất tuyệt vời. Ở phố Nguyễn Khắc Hiếu và Trần Thế Sương nhé. Nói chung là ăn bánh phở rất là ngon, ngọt thịt. Giờ này vì giờ đã chưa đi làm, đây là không đông được khách. Hôm nay là ông chủ béo, béo nó nghỉ. Đấy, thanh niên nó chạy chạy này, nó gọi là phở bay là vì thế. Đấy, đấy nó chạy, đấy. Tại vì quán nhỏ thì ta phải nhờ rất là nhiều nhà quanh quẩn đây, người ta ăn theo. Thành ra người ta ăn theo thì mình phải di chuyển để mang phở ra đấy. Khi mình mang phở ra đấy thì mình phải đi cái xe đấy, xe tự cân bằng. Nói chung là rất là ngon, mình thấy rất là ngon. Quán phở này cũng không phải là một trong quán phở lâu đời, nhưng mà cái người mà chủ người ta được cái tinh tế, người ta kết hợp giữa phở 100% phở ở Bắc nhưng mà có những món là phở ở Nam. Ví dụ phở Nam là người ta gì gọi là bảo viên đấy, người ta biết kết hợp, tức là rất là ngon. Mình tại sao mình chỉ ăn bò tái thì các bạn biết là bò tái thịt bò phải chất lượng nhất rồi, thứ hai là rẻ nhất. Thì các bạn biết với 30.000 bát bò tái mà thời bạn bây giờ mà ăn ngon như vậy thì nó là siêu rẻ, nhưng phải rẻ mà chung là rất ok, mang lại được công ăn việc làm đấy kìa. Đấy, bắt đầu chạy, thấy chưa, chạy b đấy, phở bay đấy, đấy là phở bay đấy, nguyên nhân gọi là phở bay thế. Thì đấy, hôm nay mình cố gắng ở lại để cho các bạn xem đấy là phở bay.
Tại vì họ di chuyển trên một cái xe tự cân bằng. Cái xe tự cân bằng đó năng điện. Đấy, đại khái như vậy. Và mấy anh Tây anh đặt cả phở bay này, này họ nhiều người review mà. Mình các bạn có thể đi vào đường đây này. Các bạn đi từ cái đoạn đường ở kia vào thì bạn đi đường phố Nguyễn Khắc Hiếu nhé. Đấy. Và ngã ba Nguyễn Khắc Hiếu đây. Nhìn này. À. Phố Trần Vũ với cả phố Nguyễn Khắc Hiếu ấy. Thì các bạn đến một cái ngã tư đầu tiên thì nó ở phía tay phải. Hôm nay các bạn không được nhìn thấy mặt của thanh niên béo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.